xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Nghiên Ô Tô của em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu quý anh chị và các bạn đó là một mẫu xe của thương hiệu Isuzu Vĩnh Phát của hãng xe Isuzu Vĩnh Phát, đó là mẫu xe 3,5 tấn thùng 6m2. Và phiên bản này là phiên bản có số loại là số loại tên của nó là Isuzu Vĩnh Phát Mido 750SL. Cái dòng này là cái dòng mà dòng xe mà vừa mới được nhà máy Vĩnh Phát ra mắt. Nói thêm về nhà máy Vĩnh Phát thì nhà máy Vĩnh Phát là nhà máy mà nó có vốn liên doanh của Isuzu chính hãng, là trong đó là khoảng 50% nha quý anh chị. Nên những dòng xe của Vĩnh Phát này sẽ nó có thể là mình nhìn vào mình sẽ thấy hơi giống Isuzu chính hãng. Về cái phần cabin hay là về gương này nọ thì nó hơi hướng là giống với vậy mà những dòng xe của Isuzu chính hãng trước đó. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu sơ lược về chiếc xe Isuzu Vĩnh Phát 3,5 tấn này cho quý anh chị xem, để và để anh chị quý anh chị có thể biết thêm về nó, xem thử cái nhu cầu của mình thì có đúng với mẫu xe này không. Trường hợp mà cảm thấy xe này phù hợp với nhu cầu mình thì có thể liên hệ cho em để em tư vấn thêm. Rồi, thì về phần ngoại thất của xe thì em sẽ giới thiệu trước và phía trước này. Đầu tiên là mình sẽ thấy là logo của nhà máy Vĩnh Phát. Đây là cái logo của thương hiệu Vĩnh Phát. Là nó có một cái logo hình này, nhà cũng không biết là cái hình gì nhưng mà nó thì cũng nhìn cũng rất là đẹp và nó được mạ cà rôm sáng. Bên phía góc tay phải này thì mình có thể thấy là chữ Mido 750SL, đây là nó thể hiện số loại của xe, số loại của cái chiếc xe này. Còn chữ dòng chữ Forward Lubauer này là cái tên về cái động cơ, thì mình làm ra môi trường là động cơ thải ra môi trường là thân thiện với môi trường á, kiểu như là đại loại như vậy. Đấy, xuống đây mình sẽ thấy phần mặt ga lăng. Mặt ga lăng khá là đơn giản, quý anh chị thấy là rất là đơn giản, nó chỉ có mấy miếng nhựa và có lọt vài cái lỗ thông gió này để vào làm mát cái phía khoang phía trong của động cơ, làm mát cát nước rồi. Và cái khoảng trống giữa cái mặt ga lăng và cái cản xe này thì khá là lớn. Thì cái này mình có nó làm vậy thì chắc cũng để cho cái khí động học á, gió vào làm mát cái động cơ tốt hơn. Ở phần cản xe này á, mình có thể thấy là đây là cản nhựa thôi quý anh chị, cản bằng nhựa thôi, không phải bằng sắt. Phía dưới này thì nó có trang bị cho mình là hai cái lỗ này để mà hai cái khoảng trống này mình để bước lên mình vệ sinh mặt ga la, mặt cái chắn gió rồi này nọ. Và trong cái khoảng trống này thì nó có một cái móc để mà kéo xe khi mà xe bị ban. Rồi. Về phần khúc này thì mình có thể thấy là cụm đèn của xe khá là lớn, trang bị một cụm đèn rất là lớn, nó bao gồm một cái đèn pha cốt cho một cụm và đèn xi nhan ở phía trên đó. Mình có thể thấy là cụm đèn khá là lớn. Và phía dưới cái cản này thì nó có trang bị cho mình là đèn đèn cản, đèn sương mù để mình đi đường tầm quan sát, tầm chiếu sáng tốt hơn nữa. Về phần mặt kính chắn gió thì mình thấy là cabin này khá là vuông bức, là mặt kính chắn gió thì cũng rất là lớn. Kính chắn gió là lớn nên tầm quan sát mà khi mà chủ tài xế ngồi phía trong thì quan sát cũng rất là tốt. Ngoài ra thì nó còn có trang bị cho mình cái gương cầu lồi ở phía trên để tài xế có thể quan sát những điểm mù ở phía trước. Rồi, và phía trước này thì có trang bị cho thêm cho xe là hai cần gạt mưa, khi để gạt mưa khi mà đi mưa này nè. Cần gạt này mình có thể phun nước luôn để vệ sinh cái kính khi mà tài xế ngồi trong xe nha quý anh chị. Rồi, đi bên phòng bên hông xe thì mình có thể thấy là đây, gương này nó trang bị kiểu gương rất là to bản. Gương này là gương rinh của xe nha quý anh chị, rất là to, được trang bị cái gương cầu lồi và gương phẳng luôn đó, gương cầu lồi gương phẳng luôn. Tầm quan sát của gương này là rất là tốt luôn, mình có thể quan sát chọn phía sau đến thùng xe. Xuống dưới này mình có thể thấy đây, đây là cái tự tên của động cơ của cái xe này, nó là trang bị động cơ của Isuzu. Mình có thể thấy là engine này là cử công nghệ, thì có nghĩa là xe này sẽ trang bị là công nghệ của Isuzu luôn nha quý anh chị, chứ không phải là 100% máy móc từ nhà máy chính hãng của Isuzu. Cái này em nói cho mình hiểu luôn, chứ không phải để không phải làm, nó không phải là Isuzu chính hãng nha. Máy móc không phải là 100% Isuzu chính hãng, nó là chữ công nghệ của Isuzu thôi. Và nó được trang bị máy móc là 120 mã lực. Đó. Ở phía dưới này mình có thể thấy là nó trang bị cho mình thêm một cái đèn, nhà máy trang bị thêm mình một cái đèn
đèn xi nhan để mà khi mà báo rỉ thì đèn nó cũng sáng lên để mà báo rỉ cho những xe đi bên hông. Rồi thôi mình có thể thấy một cái gương như thế này nữa để mà tài xế hơi quan sát ở điểm mù ở bên hông này. Không chứ không có cái gương này thì những điểm mù bên này mình không quan sát là thì đôi khi cũng xảy ra những vấn đề nguy hiểm hơn. Rồi nó xuống dưới này thì mình có thể thấy lớp xe, còn bên trong lớp xe thì xe được trang bị lớp của Kasumina và lớp 7.5 mâm này là mâm 16 mâm sắt này, sơn tĩnh điện hay là hộp kim nhôm, mâm hộp kim nhôm và trang bị là được 5 công tắc kê được gắn vào lớp là gai, phía trước là gai xuôi, gai dọc. Mình có thể thấy đây cái bộ e của cái xe cũng rất là lớn này, bộ e ra xe rất là lớn, bộ lọc gió dưới này. Rồi phần dưới này nữa thì mình có thể thấy là xe được trang bị một cái bình dầu cho xe khá là lớn, mình có thể tiếp nhiên liệu một lần và đi một đoạn hành trình khá là dài, không phải tốn thời gian tiếp nhiên liệu nhiều lần khi mà bình dầu này là bình dầu rất là lớn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp vào phần phía sau này, em sẽ giới thiệu sơ lược về phần chassis của xe trước, sau đó sẽ phần thùng xe và bên trong nội thất của xe trước nha chị. Rồi phần lớp xe lớp sau này thì nó cũng trang bị là lớp của Kasumina và lớp là 7.5 mâm 16 y như lớp phía trước, 5 công tắc kê và lớp phía sau là lớp đôi gai dọc luôn, phía sau cũng là gai dọc nha anh chị. Và xe này một điều nữa là xe này mình có thể thấy là nó trang bị là cho mình là phanh là phanh hơi nha anh chị, phanh hơi có bầu khí nén lốc kê nè, phanh hơi luôn chứ không phải là phanh dầu. Xe 3 tấn rưỡi nhưng mà trang bị phanh hơi, đó là một điều đặc biệt của dòng xe này. Và hai cái bầu hơi của xe này á thì mình sẽ không quan sát được ở ngoài không, bởi vì cái hai bầu hơi này nó nhà máy là trang bị là gắn nó kẹp bên trong của hai chassis nè. Một mình có thể quay sát ở phía dưới mình có thể thấy hai bầu hơi đó, nó gắn dấu ở trong đó luôn đó. Mình có khi mà mình tự hỏi là xe dùng phanh hơi mà tại sao không thấy bầu khí nén đó, nên nó giấu ở trong hai chassis đó. Rồi cho nên phía dưới này thì mình có thể thấy này, xe này trang bị cho mình bánh xe cua nha, bánh xe cua cũng là cùng kích cỡ với lại bánh chính luôn và gai dọc. Rồi nhíp thì này, nhíp 2 tầng đó, cũng đối với dòng xe 3 tấn rưỡi trang bị nhíp này là mình chở đủ để sử dụng, không quá không sợ rồi phải hàng hóa nặng mà còn nhíp nữa. Dưới này có trang bị cho mình thêm một cái theo xe luôn, nhà máy trang bị theo xe luôn, cái này không phải gắn thêm mà nhà máy trang bị một hộp đồ nghề rất là lớn, có thể để dụng đồ nghề hay là bếp ga này nọ, những vật tư cá nhân rồi đó. Rồi đó, dưới này thì phía sau thì xe trang bị cho mình một cụm đèn hậu đó là đầy đủ, đèn xi nhan, đèn phanh, đèn báo dê, khi nào vô xe dê đèn sẽ sáng lên để báo cho những người phía sau biết là mình đang dê. Rồi xuống dưới này thì mình không có gì đặc biệt nữa, chỉ có hai cái bình ắc quy. Hai bình ắc quy này là thương hiệu Đồng Nai nha quý anh chị, trang bị cho mình hai bình ắc quy đến từ thương hiệu Đồng Nai. Đó. Rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho mình sơ lược về cái thùng xe này trước đi. Và cái thùng xe này là xe trang bị là thùng từ nhà máy đóng luôn, từ nhà máy Vinfast đóng ra luôn. Và nên mình sẽ thấy những cái trang bị vật tư đóng lên cái thùng này là khá là tiêu chuẩn. Trụ bằng sắt, đà bằng sắt, tay khó bản lề cũng bằng sắt luôn. Đó, nó một cái thùng tiêu chuẩn, thùng bay bụi bạc tiêu chuẩn thì nó sẽ như vậy. Nó chỉ có mà được cái vách ngồi của bẩn là bằng inox thôi, inox 430. Và phần cản thì nó cũng trang bị cản sắt sơn. Đèn thùng thì được trang bị tất cả là 3 bóng mỗi bên. Và phần kích thước của thùng xe này thì em sẽ là báo cho anh chị luôn là nó là chiều dài lọt lòng là 6m21 và chiều rộng là 2m12 và chiều cao là 1m89.
Đó, đó là kích thước lật lòng của cái thùng xe này. Một kích thước cũng khá là lớn đối với cái dòng tải trọng 3,5 tấn. Có thể là lớn nhất luôn. Hiện tại trong phân khúc 3,5 tấn, cái thùng này là thùng lớn nhất. Rồi, bây giờ em sẽ đi vào phần cabin xe để giới thiệu cho quý anh chị thêm. Cabin xe của con Isuzu VinFast này khá là đặc biệt. Nó được trang bị rất là khá giống là xe, rất là giống xe con luôn. Rồi, em mời quý anh chị lên xe để mình có thể xem về phần cabin xe của con này. Ghế thì cũng được trang bị là ghế tĩnh tiến tới lui thoải mái. Cabin cũng khá là rộng rãi. Đầu tiên em sẽ mở khởi động xe. Mình có thể thấy là mặt đồng hồ là được trang bị hoàn toàn bằng LED nha quý anh chị, màn hình LED. Không điện tử hết. Tất cả cái thông số đều thể hiện bằng điện tử hết. Rồi nó trang bị cho mình luôn một cái đầu màn hình Android. Màn hình Android này mình có thể, màn hình này thì không cảm ứng nha quý anh chị. Mình chỉ có thể thao tác trên HTV để biết được trên những phím chức năng này thôi, không phải là cảm ứng. Rồi. Xe là nó trang bị một phần gương, thì gương là gương chỉnh điện. Auto một chạm khi mà xuống và giữ khi lên. Còn bánh phụ thì mình giờ cái lên và xuống mình đều giữ. Là khóa cửa trung tâm, nó có nút phím nút khóa cửa trung tâm, khóa hạ gương trung tâm. Rồi, phần vô lăng của cái này thì mình có thể thấy là đây là vô lăng hai chấu tích hợp kèn trên vô lăng. Rồi, bên cần gạt bên tay trái thì những chức năng cơ bản bật đèn, xi nhan. Còn bên tay phải thì gạt mưa và bằng cầu gạt mưa và rửa kính là thôi. Con này nó có trang bị cho mình là một cái phanh cúp luôn quý anh chị, 3,5 tấn mà có trang bị phanh cúp luôn. Mình có thể thấy cái phanh cúp đây, nó trang bị cho mình đây. Mình có thể thấy cái hình ảnh nó thể hiện đây là phanh cúp nha, hỗ trợ đổ đều đó, rất là đặc biệt. Rồi, và phần xe thì có trang bị cả điều hòa hai chiều luôn nha quý chị. Và điều hòa điện tử luôn. Mình có thể quan sát là điều hòa chỉnh bằng điện tử luôn. Mình có thể dặn đó. Và những nút công tắc lấy gió trong, gió ngồi, đồ hướng gió rất là đầy đủ luôn. Đây dưới này có bật đèn này, sương mù, đèn cản này, chỉnh góc chiếu đèn pha, bật đèn hà ưu tiên. Rồi. Trang bị cho tài xế luôn là hai rắc cắm, hai tổ sạc cho USB, một tổ màu thuốc. Và những cửa gió của xe trang bị nhìn khá là bắt mắt thời trang. Trên này có một thanh mạ chrome này. Mạ chrome nhìn rất là thời trang. Đó. Phần ghế thì trang bị cho mình là bị ghế này là một ghế tài và hai ghế phụ. Tổng cộng là 3 chỗ ngồi khi đăng ký ra giấy tờ đăng kiểm. Và ghế thì chỉ là ghế bọc nỉ thôi, không chỉ bọc da. Mà trên xe cũng trang bị khá nhiều hộp để đồ. Mà có thể thấy trên này là có một hộp để đồ nè. Dưới này thì cũng có một cái hộp để đồ. Trên này thì chỉ có một cái hộp hốc để đồ thôi, chứ không phải trang bị hộp để đồ cho mình. Rồi. Và phần cần số đây, mình có thể thấy, còn quan sát thấy cần số của xe khá là đơn giản thôi. Xe trang bị 5 số tiến và 1 số lùi. Và động cơ của xe trang bị động cơ 3 chấm, động cơ công nghệ Isuzu đó. Như nãy em đã nói, xe được trang bị động cơ công nghệ Isuzu. Và phanh này, phanh tay sẽ là phanh bầu, phanh ốc kê nha quý anh chị. Phanh ốc kê đó. Rồi. Thì xưa rồi, sơ lược em cũng giới thiệu sơ lược cho anh chị về cabin của con Isuzu VinFast, Isuzu con VinFast của Mido này. Rồi. Dưới trên cabin khá là nóng bây giờ nên em sẽ xuống nha quý anh chị. Rồi, vừa rồi thì em đã giới thiệu cho quý anh chị sơ lược về con VinFast Mido này. Cụ thể có thể nói là con Isuzu VinFast Mido, tại vì nó trang bị khá là giống một con Isuzu. Động cơ Isuzu, cabin và thiết kế nội thất khá là giống Isuzu, nên mình có thể nói là một con Isuzu VinFast Mido 3,5 tấn, thùng 6,2 m.
Thì quý anh chị mà thấy xe có phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa của mình thì có thể liên hệ em để em tư vấn thêm và báo giá chi tiết lăn bánh về tỉnh thành của mình, nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú. Rồi, em xin cảm ơn quý anh chị vừa rồi đã theo dõi video của em. Rồi, em xin chào tạm biệt ạ.